Đau lòng quá cô chú và anh chị ơi. Một căn nhà với pháp lý sổ hồng riêng rớt cọc. Và với căn nhà này cô chú và anh chị thêm một sự lựa chọn về pháp lý là sổ hồng giá rẻ. Cô chú và anh chị đang cần nhà mà yên tâm về pháp lý nha, có sổ cầm tay và có thể vay vốn ngân hàng được. Thì với căn nhà này chỉ cần có 800 triệu, phần còn lại là mình trả góp dài hạn. Cô chú và anh chị ơi, đây là một cái vị trí rất là đẹp luôn, hướng từ chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện đến khu công nghiệp Cầu Tràm. Và trước mắt cô chú và anh chị là một căn nhà ngang 4 và dài 11 mét, trên sổ là 4 x 16 mét vì nhà mình sẽ bao đường. Xây dựng thực tế mình nhận nhà theo hiện trạng, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh. Thông tin Kim Thủy chia sẻ rõ từng chi tiết hết trong video thế này để cô chú và anh chị dễ tìm nhà. Trước hết về pháp lý nhà mình đã an toàn rồi. Và giá tổng Kim Thủy sẽ báo rõ một lần. Cô chú và anh chị nhắm được cái giá phù hợp với tài chính của mình. Nếu mình thanh toán bằng tiền mặt đúng là 1 tỷ tư. Còn nếu mà mình góp vào ngân hàng là 600 triệu, đây là cái mức mà ngân hàng đã đến thẩm định căn nhà của mình rồi. Nên với căn nhà này á, thì lý do vớt cọc cô chú và anh chị thấy rất là nhiều lý do. Nhưng mà thưa tài chính không đủ, nên lúc mà vay ngân hàng cũng không đủ, không đạt yêu cầu. Nên với căn nhà này Kim Thủy có duyên để chào lại với mẫu nhà hướng nam này. Đó, dọc theo cái này là khoảng tầm 10 căn, nhân cư cũng ở đó đông hết rồi. Đường ô tô đến nơi là một trong những căn nhà giá rẻ mà cô chú và anh chị cần, rất là cần thiết luôn. Nhà mình có một cái mái che rồi và đường trước nhà sạch sẽ, không bị ngập nước nha, và khu vực rất là an ninh. Và Kim Thủy đi bộ chỉ cần vài bước chân nữa thôi là ra một cái khu dân cư ở rất là đông, đường là đường nhựa đến nơi hết. Nhà mình đi chợ đó, cho đi chợ lớn luôn đó, là chợ Trung Thành, đối diện khu công nghiệp Cầu Tràm. Còn cô chú và anh chị cần cho con cái mình đi học thì ở đây có trường học các cấp hết, không có sợ thiếu gì hết. Đây đường ô tô đến nơi chạy thoải mái, thông thoáng. Đó, nơi mát mẻ, bình yên, xanh sạch đẹp, không khói bụi ồn ào. Còn một căn duy nhất thôi, hôm nay Kim Thị Trinh chia sẻ lại. Cô chú và anh chị mình đang có cần mà sổ hồng riêng giá rẻ thì hiện tại căn này Kim Thị tính là rẻ nhất rồi. Còn cái không bằng cao lên cao hơn, còn nhiều phòng hơn Kim Thị cũng có. Tất nhiên là nhiều phòng hơn thì những cái căn nhà diện tích cũng lớn hơn và giá cả nó cũng cao hơn rồi. Đây nhà khi mình bước vào có dàn cửa cổng chắc chắn, nhưng mà cổng này thì đa phần Kim Thị thấy đến hay mở ra để làm cái cổng an ninh thôi. Đó, nhà thì xây nè, rất là nhiều luôn, xa xa nè đó. Còn là nhà lớn thôi, ở đây thì trên dưới là 2 tỷ 8, 3 tỷ. Đó, còn căn nhà của mình đúng 1 tỷ tư là không phát sinh. Với giá trị này cô chú và anh chị tìm đâu ra một căn nhà tới 2 phòng ngủ và đường ô tô đến nơi rộng thoáng như căn nhà hôm nay. Đó, trước mắt mình ở khu dân cư ở đông hết rồi, không có sợ vắng vẻ bị buồn. Có đèn đường thắp sáng nè, đó đầy đủ hết cho mình rồi. Pháp lý nhà mình sổ hồng riêng nên sẽ bàn giao là điện nước riêng cho mình ha, không có chung ai hết. Cô chú và anh chị mình đang có tài chính thấp á, mà mình không có nhu cầu mình vay vốn ngân hàng, thì hiện tại Kim Thị còn một căn 850 cũng được 3 phòng ngủ rồi. Thì cái đó là giá sổ tổng á, nên cô chú và anh chị không vay được, nhưng mình thanh toán một lần. Còn với căn nhà này là sổ hồng riêng giá rẻ mà trên kênh Nhà Đẹp Kim Thủy đang còn. Sắp tới công trình Nhà Đẹp bên Kim Thủy còn rất là nhiều mẫu cho mình tham khảo thêm. Vì với bản thân là bên xây dựng và hợp tác anh em chủ đầu tư, nên sản phẩm nhà bên Kim Thủy rất là đa dạng về giá. Và vị trí thì đa phần Kim Thủy hướng chợ Bình Chánh Đinh Đức Thiện nhiều hơn. Vì hướng này gần trung tâm hơn, theo cái tuyến đường quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt để về tất cả các quận huyện khoảng tầm 30 phút. Trước nhà mình có một cái mái che kiên cố và chắc chắn rồi, nên về không có tốn kém thì phần mái che đã thích rồi đó. Bước vào nhà, chàng cửa bốn cánh rất là dày luôn, an toàn và an ninh. Còn mặt trước thì được ốp gạch sạch luôn rồi. Khi bước vào nhà, tầng trệt sẽ được ốp gạch sạch full. Đây, cô chú và anh chị thấy ngôi nhà rất là sạch nha. Đến vào ở ngay luôn, chỉ cần dọn đồ về trang hoàng cho ngôi nhà mà rất là ấm cúng và đẹp mắt rồi. Gạch lót nền sáng bóng, trần được đốt kiên cố, những ánh đèn thắp sáng lung linh. Cầu thang Kim Thủy thấy nên làm cái tủ gỗ để vừa tạo điểm nhấn vừa trang trí để đồ rất là hay. Nhà mình có 2 phòng vệ sinh trên lầu và dưới đất, còn 2 phòng ngủ sẽ dời lên lầu hết. Phòng vệ sinh rộng bao la luôn. Cô chú và anh chị bước vào căn phòng này tha hồ mình ngồi đây giặt giũ cũng được nha. Đó, thông thoáng sạch sẽ. Với mẫu nhà này cô chú và anh chị có cần góp ý gì thêm á, cứ cho Kim Thủy một cái lời bình ý kiến đóng góp nha. Vì khi mà xây nhà hoàn thiện sau này chắc chắn mẫu sẽ đa dạng hiện đại hơn rồi. Nhưng mà với công trình này xây trước đó, nên cô chú và anh chị ơi, nếu mà mình cần hỗ trợ về pháp lý thì Kim Thủy cũng tư vấn rõ cho mình và giấy tờ sang tên cụ thể. Gian căn phòng dưới bếp của mình rất là thích, nhờ cánh cửa sổ hướng ra phía sau. Đây nơi này mình có thể để một cái tủ chén lớn hoặc là để tủ lạnh ở khu vực này. Còn nó giặt thì thấy để đây có đường ống, đường dây và ổ điện đầy đủ hết rồi.
Bếp thì có bếp dưới thôi, tự bếp nhân. Còn tủ trên cô chú và anh chị muốn làm thêm mình đựng đồ nhiều á, mình cứ làm thêm giúp Kim Thủy. Vì á, thường ở nhà Kim Thủy cũng có tủ bếp trên luôn, nhưng mà Kim Thủy cũng ít để lên á. Cô chú và anh chị nếu mình nhiều đồ mình cứ để thêm, mình làm thêm thôi. Và với căn nhà này Kim Thủy thấy nha, được cái ngang 4 cũng rộng cũng thoáng rồi. Đa phần thì nhà sổ hồng riêng tầm diện tích này á, mới có giá trị thấp hơn. Thì nếu mà mình cần nhà rộng hơn như năm 20 đó, hoặc là năm 25, năm 30, Kim Thủy đều có hết những cái sản phẩm như vậy. Cô chú và anh chị chỉ cần đăng ký kênh Còn Nhà Đẹp Giá Rẻ để Kim Thủy lo. Chắc chắn cô chú và anh chị sẽ sớm tìm được căn nhà phù hợp nhất trên kênh Nhà Đẹp Kim Thủy thôi. Với cái cầu thang đi lên lầu 1 nè, từ những cái trụ cột bằng gỗ nè, chắc chắn sơn sáng bóng luôn. Cầu thang thì làm đá hoa cương, mình đi lên chắc là chắc chắn và an toàn. Cô chú và anh chị sẽ có hai phòng ngủ trên đây. Mở cánh cửa này ra sẽ đón nhận căn phòng ngủ hướng ra ngoài ban công trước. Căn phòng này nha, Kính thể thấy được cái lợi là có cửa sổ, cửa bước ra ban công, nên không gian căn phòng này thoáng nhất, thích nhất. Trần ngay là trần là phong màu trắng. Với mẫu thiết kế này thì cũng truyền thống thôi. Cô chú bạn chị có những cái mẫu nhà mà sau này thiết kế có phòng vệ sinh trong phòng ngủ nữa, thì mấy cái nhà đó là phải có diện tích rộng nè, nơi cô chú bạn chị sở hữu những cái khu vực nhà bên Kim Thủy ha. Cô chú bạn chị cái hả, nơi ở lâu dài luôn, vì đầy đủ tiện ích không thiếu gì hết. Và đây là một trong những căn nhà gần khu công nghiệp Cầu Tràm, mà cô chú bạn chị đi chợ rồi cũng là chợ lớn nữa, điện máy xanh, bách hóa xanh đầy đủ hết. Đây với căn nhà rộng này, xa xa còn những cái dự án trong kia nữa đó, nơi ở sau này ha phát triển rất là nhiều luôn. Và hiện tại cô chú anh chị đi xem nhà thực tế thì mình cũng mới thấy khu này đang xây nhà nhiều rồi, nên mình sẽ đảm bảo về cái nơi ở của mình ngày càng phát triển sau này nhiều hơn nữa. Đây với căn phòng vệ sinh trên lầu, trên đây có tặng cho mình một cái máy nước nóng rồi, còn ở dưới không có, trên đây có nè, đèn thắp sáng đầy đủ hết rồi. Mình về mình ở căn nhà này thật sự rất là sạch sẽ. Căn nhà này thì được cái ưu ái lắm, mỗi tuần sẽ có đến dọn dẹp. Đây, căn phòng này thì có lợi là có cửa sổ đó, cửa sổ được dặn cửa lùi mở ra mở vào. Đá phòng thì cũng ngay hai thành viên ở thoải mái. Cô chú và anh chị ơi, nhà mình nhiều thành viên mà ở nhiều thế hệ á, thì chắc chắn mình cần tìm căn nhà nhiều phòng hơn rồi. Căn nhà này có hai phòng thôi. Đó, nếu mà cô chú và anh chị thấy mẫu nhà này phù hợp, mà đặc biệt nhà mình có sổ hồng riêng rồi, đây là cái nhu cầu mà cô chú và anh chị rất là cần, tại vì mình muốn yên tâm hơn. Cô chú và anh chị nếu mà mình muốn đến xem căn nhà này, cứ gọi trực tiếp cho Kim Thủy để hẹn cô chú và anh chị ở khu công nghiệp Cầu Tràm. Kim Thủy sẽ đón cô chú và anh chị nha. Kim Thủy thấy cái dàn cửa bốn cánh này vào cũng chắc chắn đảm bảo an toàn rồi, không cần phải làm thêm cửa sắt thêm đâu. Ở đây Kim Thủy thấy từng người dân ở đây cũng có cửa này, nó không làm thêm gì cả, vì khu vực này rất là an ninh và đảm bảo không bị ngập nước nha. Với căn nhà này, một trong những căn nhà mà Kim Thủy xin quay lại, vì thời điểm trước có khách hàng cũng có duyên để muốn sở hữu căn nhà này, nhưng cái vấn đề tài chính để vay ngân hàng chưa đảm bảo, nên hôm nay Kim Thủy lại có cái dịp để review một căn nhà giá rẻ pháp lý sổ hồng riêng, ngang 4 và dày 11m, full đất thổ cư và với thiết kế một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, mẫu nhà hướng nam, giá tổng 1,4 tỷ không phát sinh. Cô chú và anh chị ơi, giá này có hợp lý cho cô chú và anh chị để đến xem căn nhà này và ở căn nhà này, vì với tiện ích xung quanh này không thiếu cho mình ở nơi mà an cư lập nghiệp lâu dài. Cô chú và anh chị có một cái mẫu nhà sổ hồng riêng chắc chắn lúc nào cũng thích hơn, nhưng mà thị trường bây giờ mà nhà dưới 2 tỷ sổ hồng riêng còn rất là ít nha. Kim Thủy xin chia sẻ cho cô chú và anh chị nắm rõ để cô chú và anh chị mình dành thời gian đi xem nhà. Dù là nhà bên kênh Nhà Đẹp Kim Thủy hay là những căn nhà khác đi, mình cũng biết được giá của thị trường như thế nào để mình dễ, để mình nhắm được mình đi hướng nào. Và với khu vực này đông dân cư, nhà ở cũng đã san sát nhau hết rồi. Được cái nhà mình có tặng cái mái che là thích rồi đó. Cô chú và anh chị ơi, trong video Kim Thủy có sơ sót gì á, mong cô chú và anh chị cho Kim Thủy một cái lời bình ý kiến đóng góp ạ. Kim Thủy rất là vui được cô chú và anh chị đón nhận nhà và có những cái lời chia sẻ chân thành dành cho Kim Thủy, để kênh Kim Thủy ngày càng phát triển, để tiếp cận nhiều khách hàng, ai cũng có nhà hết. Đó là cái tâm niệm Kim Thủy, mến chúc cô chú và anh chị khách hàng gần xa ai cũng có nhà như ý, ai cũng có nơi quay về, có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ ạ.